Nghe độc quyền là mình biết rồi đúng không Nhật? Có nghĩa là sao? Mình mua ô nào thì chỉ có một mình thấy thôi. Bên kia không thấy. Cho nên mới gọi là độc quyền chứ. Đúng rồi. Trợ giúp các bạn chưa sử dụng. Bây giờ quán tô xì của bên nào mua trước nè. Vi với Bella. 1, 2, 3. Rồi, thắng mua trước. A1 phải không? Ừ. Anh Nhật tính anh Nhật. Anh Nhật thấy nào? Đừng có tiếc, dòng này nên mua đủ 3 ô. Yeah. Nếu có gì mình bán lại được. Dạ. Yeah. Yeah. Trời. B5. Rồi cho em gái chọn cái nữa đi. Chắc B8 đi ha anh ha. Hay là A6? A6 đi. Dạ, A6. A1, A6, B5. Còn bên đây mình muốn mua ô nào? Bên đây em mua B1. B1. B6. B6. B8. B8 đúng. Đây cũng là những cái vị trí rất là quan trọng. Đây, gợi ý như sau. Câu ca dao nói về nỗi lòng của những người yêu nhau nhưng không được ở gần nhau. Mời ô chữ. Hả? Cái gì vậy? Anh Nhật tính phóng lên hả? Trời ơi, xuất sắc. Cái gì vậy Bảo? Sao ban đầu thấy em ngồi thẫn thờ mà. Rồi sao Bảo? Em phóng lên em giành với anh Nhật. Em gõ một cái bang cái làm anh hết hồn. Bây giờ em có được dùng quyền gì không anh? Không, gõ chiên rồi dùng gì. Dùng thì dùng trước chứ. Chứ mà giờ em nói bên kia nghe rồi bên kia. Thì bởi vậy sao? Nếu mà bây giờ em tin chắc rằng cái câu trả lời của mình là đúng thì hãy đọc. Em chắc cái câu em đúng rồi đó nhưng thì đọc đi cái này. Em không có dấu hiệu gì của câu trên hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại biết có câu dưới thôi đó hả? Câu trên em không được chữ nào được cái đó. Vậy sao lên cái đánh chiên chị ông? Em câu sao? Trời đất ơi. Giờ làm sao? Tôi không mua được cái câu nào ở trên hết. Bây giờ có phải đàm phán được không anh? Không, bây giờ em đã gọi chiên rồi em phải trả lời. Sau khi trả lời xong đi rồi muốn đàm gì đàm. À rồi thôi em nói nha. Ừ. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chốt không? Chốt. Dạ, đó là một đáp án xàm. Chắc chắn là tung qua mù bởi vì họ không biết cái câu trên. Dạ. Nhà mình biết không? Dạ, nhà mình biết. Biết à? Biết thì lên đánh chiên. Dạ rồi. Đó. Trời ơi. Em đánh chiên. Cùng dưới thiệt luôn hà. Trời ơi. Rồi, em đánh chiên trả lời đúng không? Mời anh Nhật. Rồi. Nhớ ai ra ngực vào ngơ. Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Cái câu này là anh biết ở đâu? À, anh nhớ đến một cái câu trong một cái câu thơ cổ. Có trong một bài hát nào không anh? Có nhớ một trong một bài hát. Bên đây Gia Bảo biết là câu đuôi, câu sau. Theo em thì cái câu sau anh Long Nhật đọc đúng không? Hên xui em đâu biết. Hên xui. Ở đây thì hoàn toàn không có một cái từ nào của hàng trên hết trơn á. Mua tập trung ở hàng dưới. Thì bên kia cũng đâu có từ nào đâu. Có. Bên đây có một từ ở hàng dưới. Dạ. Cho nên họ có những cái dữ kiện để họ đoán ra được cái câu này. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. 20 triệu đã thuộc về đội Huế và em. Anh Nhật dễ thương lắm nha. Biết xong rồi. Để qua nó nhỏ bên kia. Kiểu anh Nhật giống như là để ôm bài lại đó. Hụt hẫn. Lúc anh Nhật anh quay lại anh nói gì với em vậy? Đọc đi. Đang gì nè? Nhớ ai ra ngẩn vào ngư. Đó là bên kia cái bàn. Ủa bảo anh hỏi thiệt, em nghĩ sao em dạng miệng vậy? Em dạng tay vậy, em lên quánh cái chiên của anh trong khi em chưa biết câu trên. Em biết câu dưới, em nghĩ từ em đoán câu trên. Trời đất ơi. Câu số 2, mời câu hỏi. Nãy bên đây mua trước lượt 1 đúng không? Bây giờ tới phiên lượt nhà bên đây. Mua trước đi Bảo. À bây giờ em mua trước hỉ. Những vị trí quan trọng. Bây giờ em mua A1. Rút kinh nghiệm nên mua cả hai hàng. Đúng vậy, A6. Anh muốn cái nào? Không. Một là cái này hay là cái đó thôi. Vậy thì cái... A1, A6, B6. A1, A6, B6. Huế và em muốn mua ô nào? Em nghĩ là phải ngay khúc đầu một chút á. A5. B1. B1. Với lại B4 đi. Nó ngay giữa để cho mình gì hơn á. Ừ. B1, B4 và A5. Gợi ý. Mọi người hãy quan sát bức tranh này. Nó sẽ là gợi ý rất là xác thực cho cái câu ca dao này của chúng ta. Rất là đẹp. Và gợi ý cụ thể là sự tiếc nuối trong tình yêu. Mời ô chữ. Tao, có ai nghĩ ra đáp án câu này như thế nào không? Có quyền sử dụng nè. Muốn sử dụng cái gì? Em muốn sử dụng mở ô miễn phí. Vậy em mở chữ B8. Rồi, sử dụng quyền mở miễn phí ô B8.
mở ô chữ. Em bên em cũng cũng dùng bên luôn. Bên kia trả trước đi. Em dùng gì? Dạ em cũng dùng mở một ô miễn phí. Mở một ô miễn phí, ô nào? Dạ A2. A2, mở ô chữ. Đó. Câu A2 anh biết luôn, em khỏi mở, anh biết câu đó câu gì luôn. Bây giờ vậy, nếu như các bạn vẫn chưa có đáp án thì hay là mình trao đổi, mình mua bán đi. Trời ơi. Trời ơi, bạn ơi, vậy sao không bàn với em vậy? Nè nha. Em chơi liều lắm. Nè, quánh muốn móp cái chiên của tôi nghe. Trả lời mà sai một cái nghe là không những bị trừ tiền mà tôi bắt đền luôn cái chiên này đó. Hên xui đi. Đọc đi. Trăm năm ru lại câu hò, đò xưa tách bến. Cái gì ta? Rồi, cái gì vậy? Khoan, khoan, khoan. Hoặc là bến xưa vẫn đợi, đưa đò đò đưa. Đó, mình nghĩ ra câu đó. Đưa đò đò đưa. Chốt chưa? Theo từ từ. Trời ơi. Gì vậy trời? Câu đầu là tôi đúng rồi đó, tôi không sai đâu. Nè, mình đọc như vậy là bên kia coi như là có luôn dữ liệu của mình rồi đó. Thì đó, rồi lỡ rồi, giờ chơi luôn thôi, giờ sao vậy? Trăm năm ru lại câu hò, ngàn năm bến đợi. Bến đợi. Đưa đò đò đưa vậy đi. Rồi, đúng chốt không? Thôi, rồi, chốt. Dạ, thưa quý vị, là một lần nữa, Gia Bảo rất hấp tấp. Trời ơi. Không nên đánh cái chiên, trong khi chưa biết chính xác cái câu cà dao nó như thế nào. Và dĩ nhiên đó là đáp án sai. Sao nhà bên này bây giờ mình đã có rất là nhiều dữ kiện của bên kia mới cung cấp cho mình. Có trả lời hay không? Không đi anh, không thì mình không bị trừ điểm. Nếu không thì mình sử dụng cái quyền mà trả lời miễn phí nè. Sao sử dụng nãy quyền bên không? Kia nói là gì? Trăm năm. Trăm năm gì? Anh bảo nãy bên kia là gì? Trăm năm gì? Biết rồi thì giờ gì luôn thôi. Không nhớ, gì đâu. Không nhớ, tự nhiên thôi quên. Giờ tự nhiên quên nghe. Mình mua một lượt mới đi, mình có tiền mà. Không trả lời đúng không? Rồi, mình dừng lại. Và mình sẽ có một lượt mua mới nha. Mua ba ô bên đây trước. Em mua A4 với lại B7. Có hai ô thôi hả? Với lại B3. B3, B3, A4, B7. Rồi, bên đây mình muốn mua thêm ô nào? Ba cái mua hết luôn á. B2, A3, B5. Dạ. Còn ba cái. Còn ba cái A3, B2, B5. Mở ô chữ. Có muốn trao đổi mua bán gì với nhau không? Bán cho bên kia đi. Mình đã biết mấy cái từ này của mình rồi, đúng không? Bảo muốn mua không? Mua A2. Mua A2 hả? Bán A2 không? Mua A2 không? Người ta muốn mua A2 của mình. Để đánh đọc cái này. Bán A2 không? Người ta muốn mua kìa. A2 kìa anh. Mua bán nhiêu? Bây giờ mua A4. A4. Mua A4 kìa. Bán rẻ rẻ thì tôi bán lại cho. Rồi, thôi bây giờ mình chơi xe luôn, bán bằng giá chương trình luôn. Chơi không? Trời ơi. Trời. Bán bao nhiêu vậy? 1 triệu đúng không? Anh giờ anh muốn sao mình? Tùy em gái tùy. Chỉ là vui quý không? Em cái A4 nó quan trọng lắm. Rồi thôi vậy mình bán gấp 10 lần đi. Đó. Giá cho anh. Thôi đó có tiền mua. Thôi, rồi vậy về bán. Chứ phải gấp đôi. Thôi gấp đôi đi. Rồi không tin được luôn. Tại vì còn mua mấy chữ đâu, phải mua một chữ không đâu. Rồi, thôi số bán sĩ. Bán sĩ giảm giá chút nha. Là bán nhiêu? 2 triệu. Ừ. Rồi 2 triệu. A4 đồng ý mua không? A4 2 triệu hả? Là 4 triệu. 2 triệu là 4 triệu. Để bán A2 với A4. A2 với A4 là 4 triệu á hả? Ừ. Bán không? Không, cái A2 mắc hơn nha. Cái A2 mắc hơn nha. Sao cái gì cũng mắc hơn vậy anh? Không, thôi bán A4 thôi. A4 bán đi, có gì tôi bán lại cho dưới. Ở dưới một mớ nè. Đúng rồi. Bán A2, mua A4 thôi. A4, 2 triệu mua không? Mua. Giao dịch thành công, đóng cô A4 ở đây lại. Mở ô A4 ở đây lên. Đó. Rồi. Bây giờ nè, đội nào muốn trả lời lên đánh. Nhưng mà... À, thấy không, tụi trẻ có khác. Không, tại em nó không kịp. Nè, mặc dù bận váy mà nó sẵn sàng nó xả dáng đứng dáng vậy quanh cái chiên của tôi. Chưa chắc là đúng đâu. Mời em về chỗ. Anh Nhật, anh đang hoang mang phải không? Không, anh đúng rồi, anh đọc gì. Đúng rồi. Anh đọc gì đúng. Em thấy là cũng đúng. Trăm năm người lỗi hẹn hò. Tiếp. Nhưng mà người ta phải anh chú ý nghe nè. Câu đầu là đúng rồi đó. Trăm năm người lỗi hẹn hò. Người lỡ. Người lỗi. Người lỗi. Người lỗi, người lỡ. Trăm năm người lỗi hẹn trăm hò. Trăm năm người lỗi. Anh, trời ơi, hồi nãy cái chữ đó của mình mà là chữ lỗi. Trời ơi, thiệt. Trăm năm người lỗi hẹn hò. Cây đa bến cũ, con đò khác xưa. Con đò khác xưa. Chốt phải không anh? Chốt. Đây là đáp án. Chuẩn bị sẵn sàng. Tại vì anh dâm dạ, em chuẩn bị sẵn sàng. Không chính xác. Bên đây anh Nhật đọc lên, thật ra chỉ có sai có hai từ thôi. Bảo đọc xem. Trăm năm đành lỗi hẹn hò. Cây đa bến nước. Con đò. Con đò.
vẫn đưa. Chốt chưa? Rồi, chốt. 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 Cứ ngỡ là bên đây, sau khi nghe bên đây đọc xong thì phải nhớ như in trong đầu để mà có một cái đáp án đúng. Nhưng rồi, không, em đã nhớ không chính xác. Lên nha anh. Đánh chi? Anh đọc hay em đọc? Anh đọc. Thôi bây giờ mình dư lắm anh, mình đang thắng mà. Rồi, mình ngâm thơ đi. Ngâm thơ lại với nhau. Trời, ngâm thơ. Ngâm thơ nè. Trăm năm đành lỗi hẹn hò, cây đa bên cũ con đò khác nữa. Tăng 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 tăng. Dạ, mặc dù hai anh em hai tông khác nhau, hai tông khác nhau, nhưng mà vẫn đọc trọn vẹn được câu ca dao này. Chốt chưa anh? Dạ chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Sao vậy Bảo? Bên kia đó bên của bà này, bà làm bánh nước. Em cứ nhớ bánh nước. Mà Bảo ơi, cái dáng của em cũng hấp dịch lắm Bảo. Cái dáng em trả lời như hội đồng vậy đó. Nhìn nè, chống nạnh nè, cái bụng vượt mặt cho người ta, cái bụng bự vượt mặt. Trăm năm đành lỗ thẹn hò, cây đa bến nước con đò dẫn mà đưa. Mà bánh nước hoài thì tức chưa nước kìa. 20 triệu về đội Huế và em. Bây giờ anh mời bên đây trước. Muốn mua ô nào? Bây giờ em mua A1. A1. A6. A6. B. B mấy? Thì B7 hay không, B5. Không, không, không. Đừng hay mua B8. Chữ lãng vậy. B5. B nô. Vậy B6 đi. B6. Oh, B6. A1, A6, B6. Huế và em, bên đây mình mua ô nào? Em hơn, em may mắn em chọn B1 quan trọng đúng không? Dạ, B1, B1, B1. B1 là phải mua rồi. B4 đi anh. B1, B4 hả? Hả, A nữa. À đúng rồi, phải có một A một cái. A3 đi không? 3, 4. 3, 4 gì cũng được hết trơn á. A3 đi. Dạ, A3 đi, dạ. Rồi, A3. Hơi nghiệt một cái nè ha. A6 với B6 nè. Là dạ, hai gieo vần với nhau nè. Dạ. Bên kia người ta mua rồi. Dạ. Gợi ý. Câu thơ này miêu tả về ngoại hình của nhân vật Mã Giám Sinh trong truyện Kiều. Mời ô chữ. Trời ơi, tao chưa lên chữ luôn. Nè, xích cái ghế xích qua. Trời ơi, quen lắm. Được không? Trời ơi, sao mà mười mấy năm rồi đó anh. Tao, nếu như hai đội không có đáp án thì mình mua bán với nhau đi. Mua không Bảo? Từ Hải thì em biết Mã Giám Sinh em không rành. Bởi vậy thí dụ nói về Từ Hải thì râu hùm hà mén mày ngài quen quá rồi. Thúy Kiều, Thúy Vân thì là nhân vật chính đương nhiên phải biết. Mã Giám Sinh là một nhân vật xuất hiện không nhiều, nhưng mà đây là một nhân vật cũng cực kỳ quan trọng, là cái người có thể nói là đầu tiên đưa Thúy Kiều đến với Lầu Xanh đó. Sao, hai bên có muốn mua bán gì không? Bảo muốn mua không Bảo? Mình muốn mua A3 bên đó bán không? A3. Mình muốn mua A1 bên đó bán không? Bán. Bây giờ mình đã biết A3 rồi ha. Đúng. Rồi. Người ta hỏi mua A3 bán không cái đã. Rồi bán. Bán bao nhiêu? 2 triệu đi ha. Rồi. 2 triệu. Rồi. Mua không? Em muốn mua bên mua, kia. Mua, mua. Tính sao? Mua. Mua không? Mua. 2 triệu. Mua. Đóng cù A3 vào đây lại. Lật ô A3 vào đây lên. Đó. Rồi bây giờ Vy muốn mua ô nào? Em muốn mua A1. Bán không? Bán. Bao nhiêu? Không, nãy phe nha. Mình nãy giờ đồng mình mua. Anh thua em 2 triệu. Mình nữa. Mua nhiều quá em rồi. Bán mẹ vậy? Em bán 2 triệu. Em bán 2 triệu. Dòng dưới anh thua 2 triệu nữa. Bây giờ bán 3 triệu nè. Bán lẻ lắm. Bây giờ thật ra bây giờ chỉ cần qua một cái dòng này thôi, mình có thể nhìn được chân tướng con người. Hồi nãy là okay, mình đã nói là mình đổi với nhau. Hồi nãy thua nặng lắm rồi. Hồi nãy mình nói là mình đổi với nhau. Nhưng mà bây giờ không đổi thì em đã bán một cái giá rất là hữu nghị là 2 triệu. Đó thì bây giờ anh nói muốn bán lại bao nhiêu nè? Anh nói cho em nghe câu này nha. Anh mở được A2, anh mở được câu này luôn rồi đó. À hả? Rất là câu. Nguyên hoàng cuối em mở được rồi. Anh mở được hết rồi đó, anh chỉ thiếu chữ A2 thôi đó. Bây giờ A1. Mua luôn, mình dạo mà Vi. Bà mua. Ok, giao dịch thành công. Đóng ô A1 lại. Mở ô A1 bên đây lên. Sao? Muốn mua thêm không? Không luôn. Thì các bạn có câu trả lời hay không? Nếu không thì chúng ta sẽ đóng lại tại đây và mở ra một lượt bán mới. Có dạ, câu trả lời không? Không. Bên đây không có câu trả lời. Vậy thì chúng ta sẽ đóng cái lượt trả lời này lại. Mở ra một lượt bán mới. Mỗi nhà được mua thêm 3 ô. Mời. Dạ em A2. Mua A2. Rồi A2 thôi. Bên này mua hết cho anh 3 ô luôn. A4, A5. A4, A5. A5. Nhưng mà nè thôi. Cái mé bên đây này chưa có nè. Em biết rồi. Biết rồi phải không? Em muốn anh Bảo nói biết nha, anh cũng chưa biết đâu. Em biết rồi. Em chưa cần. Nếu vậy thì thật công, thật ra nếu lật A4, A5 anh được thì em sẽ đoán được A2.
mua B2 luôn. B2. Đó. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Rồi, em trả lời miễn phí. Rồi, mời em. Quả niên trạc ngoài tử tuần, mày râu nhặn nhụi ảo quần bạch bao. Hai câu thơ miêu tả về Mã Giám Sinh. Ô bác, sao tất cả mọi cái cơ mặt nó chảy thế nhỉ? Thì bên kia trả miễn phí rồi, biết câu miễn phí luôn rồi. Thì giờ em đắp gì nữa giờ. Mà vấn đề người ta ra là đúng hay không cái đã, đúng không? Biết đâu. Em không biết. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Hồi nãy mà được mua trước, mua chỗ này là ra rồi. Và như vậy là đội Huế và em đã thắng ở cái câu cuối của vòng 2. Số tiền thưởng của hai đội bây giờ còn lại là bao nhiêu? Đội Núi và Anh. Đau lòng. Lấy hơi dữ vậy trời. Trời ơi, tụi em đầu tiên cung cấp cho một số vốn cũng khá. Rồi sau đó thấy cũng lên lên được một mớ. Ai về đâu làm ăn càng ngày càng lụng bại. Bây giờ số tiền thưởng còn lại là 10 triệu. Yeah. Đã đoán 3 triệu được. Huế và em. Trời ơi đại gia. Đại gia ơi anh đây. 67 triệu 500 ngàn. Yeah. Chúng ta đã có một buổi chơi rất là vui cùng với nhau. Và qua đó chúng ta có dịp ôm lại những kiến thức về ca dao, cũng như là nhiều về những câu thơ lục bát quen thuộc của chúng ta. Và như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với đội Núi và Anh tại đây. Đội Huế và em sẽ bước vào vòng đặc biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả sau ít phút nữa nha. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng thứ 3 của Sao Hải Chữ. Vòng này có tên gọi là Chinh Phục Bảng Vàng.